Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 15, phẩm hiền thủ thứ 12. Hiền là thánh hiền, thánh hiền nhân thời thời hồi quang phản chiếu cầu nơi chính mình, mình chẳng sinh vô minh phiền não, cũng chẳng khiến cho người khác sinh vô minh phiền não. Nghiệp chướng của mình muốn quét sạch, muốn chiếu thấu thì cũng đừng làm cho người khác tăng thêm nghiệp chướng. Do đó có câu: những gì mình không muốn đừng thí cho người khác. Thời thời quản thúc thân miệng ý của mình, khiến cho nó thanh tịnh, cho nên gọi là thể tánh trí thuận. Thể tánh tức là bổ thể của mình, và quang minh diệu tánh, trí thuận tức là thuận nhất, chẳng trái ngược với tất cả lý và tất cả pháp. Cử chỉ hành động đều phải hợp lý, hợp pháp, tuyệt đối chẳng chướng ngại người khác tu hành, cũng chẳng chướng ngại mình tu hành. Đây gọi là hiền mà có đức. Nếu có người đến chướng ngại bạn tu đạo, thì phải nghĩ như vậy: à, trong quá khứ tôi đã từng chướng ngại họ tu đạo, cho nên họ đến để chướng ngại ta tu đạo. Đây là báo ứng, nhân nào quả đó. Hãy xem họ như bậc thiện tri thức đến để trợ giúp bạn tu đạo, để thành tựu đạo nghiệp của bạn. Phải dùng tâm nhẫn nhục để xử lý cảnh nghịch đó, thì sẽ sóng yên gió lặng, đừng bao giờ sinh tâm đối địch. Phải tâm an lý đắc để tiếp nhận sự khảo nghiệm. Trên thế gian này, giữa người với người cùng nhau đối địch, chẳng có nhịn nhường, cho nên mới phát sinh đủ thứ chiến tranh và đủ thứ tai nạn, mà tạo thành đủ thứ ác kiếp. Chúng ta người tu đạo, bất cứ đi đứng nằm ngồi đều phải thu nhất tự tánh của mình. Đây gọi là khéo điều thân tâm, như đây gọi là thiền. Thủ là thủ lãnh, vì có thánh đức cát tường, chứ chẳng phải tranh cường luận thắng, đàn áp mọi người để được thắng lợi mà làm đệ nhất, mà phải có trí huệ cát tường, có đức hạnh thủ thắng. Tức cũng là người khác không thể tu hành mà ta tu hành được, người khác không thể làm được mà ta làm được. Phải hơn người khác chẳng có đức hạnh, là lấy đức để phục người, chẳng phải dùng sức để phục người, cho nên gọi là siêu tuyệt. Như vậy mới đáng gọi là thủ. Bồ Tát hiền thủ có thắng đức vượt hơn các Bồ Tát khác. Chẳng những thủ thắng mà còn cát tường. Bồ Tát là lợi ích người khác, chứ chẳng phải lợi ích chính mình. Chỉ cần đối với người khác có lợi ích thì hết mình mà làm. Cho nên có tâm Bồ Tát để hành Bồ Tát đạo, có tinh thần xả mình vì người. Phẩm này là Bồ Tát Văn Thù, hỏi Bồ Tát Hiền Thủ, mà Bồ Tát Hiền Thủ dùng 359 câu kệ để trả lời. Phẩm này là một phẩm tối quan trọng trong Kinh Hoa Nghiêm, hy vọng mọi người tụ tinh hội thần lại để nghe giảng thì nhất định sẽ được lợi ích không thể nghĩ bàn. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói hạnh thanh tịnh đại công đức chẳng đục loạn rồi. Vì muốn hiển bày công đức tâm Bồ Đề, cho nên dùng kệ hỏi Bồ Tát Hiền Thủ rằng: đoạn kinh văn này là Tôn giả A Nan nói lúc kết tập kinh điển, đây là thừa ở trước, là chỉ trước khi nói phẩm tịnh hạnh. Tịnh hạnh tức là chẳng đục loạn, vì muốn hiển bày công đức tâm Bồ Đề nên mở đầu kinh văn ở sau. Lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói xong đại công đức thanh tịnh hạnh chẳng đục loạn rồi, lại muốn hiển bày công đức phát tâm Bồ Đề, cho nên dùng kệ để hỏi Bồ Tát Hiền Thủ: trong quá khứ khi Đức Phật tu hành thì chẳng có ô trược, chẳng có tán loạn. Ô trược là gì? Tức là có vô minh phiền não, có tham sân si ba độc, hoặc cố ý chướng ngại người khác tu đạo. Tán loạn là gì? Tức là phóng dật, chẳng giữ quy củ, suốt ngày cứ khởi vọng tưởng, tinh thần chẳng tập trung, tu hành chẳng nhận chân. Chúng ta người tu đạo trước hết phải đừng có tâm ích kỷ. Nếu có tâm ích kỷ thì công đức gì cũng chẳng có. Bạn muốn chẳng có tâm ích kỷ thì trước hết phải đừng có cái ta. Nếu có cái ta thì có tâm ích kỷ, chẳng có cái ta thì chẳng có tâm ích kỷ. Tâm ích kỷ hay chướng ngại sự tu đạo, điểm này mỗi người đều phải biết. Chúng ta người xuất gia nhất định phải tôn sư trọng đạo, không thể khinh sư mạn pháp. Chẳng những tôn kính đối với sư phụ mà các sư huynh xuất gia trước, mình cũng phải tôn kính. Quy củ trong đạo tràng không được cống cao ngã mạn. Tỳ kheo phải tôn kính sư trưởng, tỳ kheo ni phải hành pháp bát kính, cung kính tỳ kheo, không thể khinh mạn tỳ kheo. Xa di thì nhất định phải nghe tỳ kheo chỉ huy, xa di ni nhất định phải nghe tỳ kheo ni chỉ dạy. Yêu bà tắc và yêu bà di
thì nhất định phải tôn kính Tam Bảo, cung kính người xuất gia, không được phê bình người xuất gia, không được phỉ báng người xuất gia. Quy củ này mọi người phải biết phải hiểu. Hay giữ gìn tức là hạnh thanh tịnh, không giữ gìn thì là hạnh đục loạn. Này tôi đã vì các Bồ Tát nói hạnh thanh tịnh Phật tu rồi, Ngài cũng ở trong pháp hội này sẽ nói thắng công đức tu hành. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là trí huệ bậc nhất, Bồ Tát Hiền Thù là thắng đức bậc nhất. Bồ Tát Văn Thù đại biểu chúng sinh để thỉnh pháp, Ngài nói: hiện tại tôi đã vì các đại Bồ Tát nói hạnh môn thanh tịnh của mười phương chư Phật thuở xưa tại nhân địa tu rồi. Ngài Bồ Tát Hiền Thủ cũng đang ở trong pháp hội hoa nghiêm này, hãy diễn nói pháp môn công đức thủ thắng của sự tu hành. Nên nói ra để biết tu hành như thế nào mới đạt được công đức thủ thắng, mới trợ giúp cho tâm Bồ Đề, mới viên mãn được đại công đức. Bây giờ Bồ Tát Hiền Thủ dùng kệ đáp rằng: Bồ Tát Văn Thù vì chúng sinh thỉnh pháp, Bồ Tát Hiền Thù vì chúng sinh nói pháp. Hai vị đại Bồ Tát này đều đầy đủ tâm từ bi, tất cả vì chúng sinh. Do đó Bồ Tát Hiền Thù dùng kệ để trả lời vấn đề Bồ Tát Văn Thù hỏi: lành thay, mong Ngài hãy lắng nghe. Các công đức đó không thể lường, nay tôi theo sức nói ít phần, như một giọt nước của biển cả. Tốt lắm, đại sĩ nhân từ, Ngài biểu thị chúng sinh để hỏi pháp, đại biểu chúng sinh để nghe pháp. Vậy xin Ngài hãy chú ý lắng nghe đạo lý tôi nói. Hiển thị công đức của tâm Bồ Đề là vô lượng vô biên, tuy không thể chắc lượng được bao nhiêu, nhưng hiện tại tôi tùy theo sức trí huệ có hạn để diễn nói chút ít phần. Giống như một giọt nước trong biển cả, tôi chỉ có thể nói công đức tâm Bồ Đề chút ít này. Phật pháp rộng như biển cả, chỉ cần nếm mùi vị của một giọt nước trong biển cả thì sẽ biết nước trong biển cả đồng một vị, đều là mặn. Phật pháp tuy nhiên có 84.000 pháp môn, chỉ cần chuyên nhất tu một pháp môn thành tựu thì sẽ giải thoát. Do đó một thông tất cả thông, minh bạch triệt để một pháp thì pháp pháp cũng đều thấu rõ. Nếu có Bồ Tát mới phát tâm thệ cầu sẽ chứng Phật Bồ Đề, công đức người đó chẳng bờ mé, không thể xương lượng, chẳng gì bằng. Nếu như có người bắt đầu tin Phật pháp, phát tâm Bồ Đề, muốn hành Bồ Tát đạo thì trước hết phải quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Quy y Phật chẳng đọa địa ngục, quy y pháp chẳng đọa ngạ quỷ, quy y tăng chẳng làm súc sinh. Đó là nghi thức bắt đầu tin Phật. Sau đó lại giữ năm giới. Năm giới tức là: một, không sát sinh; hai, không trộm cắp; ba, không tà dâm; bốn, không nói dối; năm, không uống rượu. Thọ năm giới rồi thì nhất định phải giữ gìn giới luật. Trong mỗi giới đều có 5 vị thiện thần hộ pháp. Nếu giữ được 5 giới thì có 25 vị thiện thần đến bảo hộ, khiến cho hành giả gặp hung hóa cát, gặp nạn thành cát tường. Nếu phạm giới thì 25 vị thiện thần đó sẽ bỏ bạn đi. Nghi thức thọ ba quy y phải làm ở trước mặt vị tăng. Người tại gia chẳng có tư cách thế người thọ quy y. Quy y Phật tức là quy y mười phương ba đời tất cả chư Phật. Quy y pháp tức là quy y tam tạng 12 bộ tất cả tôn pháp của Phật nói. Quy y tăng tức là quy y hết thảy hiền thánh tăng. Quy y Tam Bảo mới là đệ tử của Phật. Người xuất gia sa di thọ 10 giới, tỳ kheo thọ 250 giới, tỳ kheo ni thọ 348 giới, còn phải thọ giới Bồ Tát 10 giới trọng, 48 giới khinh. Những giới này đầy đủ mới chân chánh là người xuất gia. Người tại gia phải thọ 5 giới, 8 giới, Bồ Tát giới mới là người chân chánh tin Phật. Đây tức là Bồ Tát mới phát tâm, nhưng chẳng nhất định là Bồ Tát, chỉ là hướng đi trên con đường Bồ Tát mà thôi. Không thể có tư tưởng là mắt cá là hạt châu. Tôi đã thọ Bồ Tát giới tức là Bồ Tát, đó là quan niệm sai lầm. Bồ Tát mới phát tâm giống như ví dụ đem hạt giống Bồ Đề vừa mới trồng xuống đất, mọc lên mầm Bồ Đề. Đây chẳng phải là Bồ Tát viên mãn, mà là Bồ Tát chưa trưởng thành. Chả những ai ai cũng sẽ là Bồ Tát, mà ai ai cũng có thể thành Phật. Chỉ cần tu hành thì bất cứ người nào cũng đều thành Phật, vì ai ai cũng có Phật tánh. Dù nhất xiền đà chẳng tin Phật cũng có thể thành Phật, bất quá thời gian muộn hơn mà thôi. Có Bồ Tát mới phát tâm, bỏ giờ giữa đường sinh tâm thối chuyển, lúc đó mầm Bồ Đề khô héo đi. Vì
kỳ chẳng tới nước đại bi nên biến thành mầm hư thối. Có một bài thơ rằng: Ngư tử ba la ma, Bồ Tát sơ phát tâm, tam sự nhân trung đa, như kỳ kết quả thiểu. Nghĩa là cá đẻ ra rất nhiều trứng, xong rất ít biến thành cá. Cây ba ma la nở hoa rất nhiều, xong kết trái rất ít. Bồ Tát mới phát tâm rất nhiều, chân chánh hành Bồ Tát đạo rất là ít. Tại sao? Vì chẳng có kiên thành hằng ba chữ. Kiên là kiên cố, phải phát tâm bồ đề kiên cố, đừng có nóng 5 phút rồi sau thì lạnh. Như thế thì sẽ chẳng thành tựu. Do đó có câu: kiên nhẫn chẳng từ nan, gian nan chẳng trùng bước. Có tinh thần như thế mới thành công. Thành là thành tâm, phải có tâm kiên thành. Từ từ thầy khắc dụng công tu hành, chẳng giải đãi chẳng phóng dật. Hằng là hằng thường, người tu đạo phải có hằng tâm. Thầy khắc để tu hành, năm tháng tu hành, đời đời tu hành. Biển có thể cạn, đá có thể mòn, tâm tu hành không khô cạn, không hao mòn. Như vậy thì mới đi đến thượng lộ của Bồ Tát. Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, phải phát 4 thệ nguyện lớn: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nghĩ muốn thành quả vị Phật thì trước phải hành đạo Bồ Tát. Hành đạo Bồ Tát thì trước phải giáo hóa chúng sinh. Muốn giáo hóa chúng sinh thì trước phải đoạn phiền não, hóa phiền não thành Bồ Đề. Pháp môn tuy nhiều nhưng đều phải học, học phương pháp thành Phật. Nếu như có Bồ Tát mới phát tâm phát 4 thệ nguyện lớn thì tương lai nhất định sẽ chứng đắc Phật Bồ Đề. Công đức đó chẳng có bờ bến, cũng không thể dùng cân để cân, không thể dùng đấu để lường. Chẳng có số mục nào đồng với công đức mới phát tâm Bồ Tát. Hạ huống vô lượng vô biên kiếp, tu đủ địa độ các công đức, mười phương tất cả các Như Lai, thể đều khen ngợi chẳng hết được. Bồ Tát mới phát tâm tu 6 độ phạn hạnh, phát nguyện nhất định thành Bồ Tát đạo quả. Công đức đó vô lượng vô biên, hạ huống đã tu hành vô lượng vô biên kiếp thời gian dài, đầy đủ viên mãn tu hành pháp môn thập địa 6 độ, và hết thảy tất cả pháp môn đều viên mãn các công đức. Lúc đó mười phương ba đời tất cả chư Phật cùng tán thán khen ngợi cũng chẳng hết được. Như vậy vô biên công đức lớn, này tôi nói ít phần trong đó. Ví như dấu chim bay trong không, cũng như hạt bụi nơi đại địa. Giống như ở trước đã nói về nhiều kiếp tu hành 6 độ vạn hạnh, phát nguyện chứng được quả vị Phật, đó là công đức lớn vô lượng vô biên. Tôi Bồ Tát Hiền Thủ hiện nay chỉ nói ít phần trong công đức vô biên đó, ít đến cỡ nào, giống như đường chim bay trong hư không, bất cứ bay bao nhiêu đường, nhưng tìm chẳng được dấu chim, do đó như chim bay hư không chẳng có dấu vết, công đức tôi nói ra cũng giống như một hạt bụi trong đại địa. Bồ Tát phát tâm cầu Bồ Đề, chẳng phải không nhân không có duyên, nên Phật Pháp Tăng sinh tịnh tín, nhờ đó mà sinh tâm rộng lớn. Bồ Tát phát tâm là vì cầu đạo Bồ Đề đều có nhân duyên, chẳng phải không nhân không duyên mà phát sinh, mà là gặp bậc thiện tri thức khai thị mà phát sinh tâm Bồ Đề trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Đối với Phật Pháp Tăng đều sinh niềm tin thanh tịnh, Phật là bậc thánh nhân, ba giác tròn và đức đầy, Pháp là phương pháp chấm dứt sanh tử, Tăng là tụ tập 4 vị tỳ kheo trở lên mới gọi là Tăng. Nhờ tin Phật, tín Pháp, tín Tăng mà sinh ra tâm hân hoan rộng lớn. Đây chẳng phải là sự vui của thế gian, mà là sự an vui của xuất thế gian. Gì là sự an vui xuất thế gian? Tức là 4 đức niết bàn thực lạc ngã tịnh. Sau đó có câu: nhị tử vĩnh quên là thường, giải thoát thọ dụng là lạc, chứng chân pháp thân là ngã, tuyệt chẳng nhiễm tướng là tịnh. Đó là giải thích thường lạc ngã tịnh. Chẳng cầu năm dục và ngôi vua, giàu có sung sướng danh đồn khắp, chỉ vì vĩnh diệt khổ chúng sinh, lợi ích thế gian mà phát tâm. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề chẳng phải vì cầu tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, hưởng thụ năm dục. Vì tham tài sắc danh thực thùy đều là thú hướng về địa ngục năm căn. Tuy nhiên làm hoàng đế có quyền thế, giàu có 4 biển, hưởng thụ sung sướng tiếng đồn thiên hạ, 4 biển đều biết nhưng là vô thường, cho nên Bồ Tát cũng không cầu. Tại sao Bồ Tát muốn phát tâm Bồ Đề?
Vì muốn cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, vĩnh viễn diệt trừ khổ não, vì lợi ích tất cả chúng sinh thế gian để khổ được vui, chấm dứt sinh tử, cho nên mới phát tâm Bồ Đề. Thường muốn lợi lạc các chúng sinh, trang nghiêm cõi nước cúng dường Phật, thọ trì các pháp, tu các trí, vì chứng Bồ Đề mà phát tâm. Bồ Tát thường thường phải phát nguyện lợi lạc tất cả chúng sinh, dùng máu mồ hôi của mình để lợi ích tất cả chúng sinh, thậm chí xả thân tâm tánh mạng để lợi ích tất cả chúng sinh. Đó mới là biểu hiện hành Bồ Tát Đạo. Những công đức tu hành phải hồi hướng trang nghiêm chư Phật. Kệ hồi hướng là nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này đồng sinh về cực lạc. Bốn ân nặng là: một, trời đất có ân che chở; hai, cha mẹ có ân dưỡng dục; ba, sư trưởng có ân giáo dục; bốn, vua có ân bảo hộ. Còn phải cứu độ ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, khiến cho họ thoát khỏi biển khổ. Nếu như thấy được pháp hội giảng kinh thuyết pháp, hoặc nghe được tiếng thuyết pháp thì đều phát tâm Bồ Đề. Khi hết báo thân này, xác thân, sau đó mọi người cùng vãng sinh về cõi cực lạc. Ở đó là hoa sen hóa sinh, hoa nở thấy Phật chỉ có vui chứ chẳng có khổ, do đó gọi là thế giới cực lạc. Chẳng những phải trang nghiêm cõi Phật, mà còn phải cúng dường chư Phật. Có một phần sức lực thì tận hết một phần sức lực, có 10 phần sức lực thì tận hết 10 phần. Còn phải thọ trì chánh pháp. Chánh pháp là gì? Tức là Phật nói pháp 4 diệu đế, pháp 12 nhân duyên, pháp 6 độ, vân vân. Phải y pháp tu hành, tu nhất thiết trí huệ. Vì muốn chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên phải phát tâm Bồ Đề, phải hành đạo Bồ Tát. Tâm tin hiểu sâu thượng thanh tịnh, cung kính tôn trọng tất cả Phật, nơi pháp và tăng cũng như vậy, trí thành cúng dường mà phát tâm. Tu đạo phải có tâm kiên thành hằng thâm sâu và tâm tin hiểu. Có tâm tin rồi thì mới thấu hiểu nghĩa chân thật của Phật pháp. Muốn thành tịnh thì phải tin pháp của Phật nói, lại phải cung kính chư Phật, tôn trọng chư Phật, cúng dường chư Phật, gần gũi chư Phật. Chẳng những cung kính tất cả chư Phật mà còn phải cung kính tất cả pháp, càng phải cung kính tất cả tăng. Tam bảo là bình đẳng, cung kính Phật tức là cung kính pháp, cung kính pháp cũng phải cung kính tăng. Tại sao? Nghĩ muốn thành Phật thì nhất định phải minh bạch Phật pháp, chẳng minh bạch Phật pháp thì sẽ chẳng thành Phật. Nghĩ muốn minh bạch Phật pháp thì nhất định phải theo tăng để học Phật pháp. Do đó, pháp do tăng truyền, bất cứ lúc nào Phật pháp cũng đều do tăng truyền, chứ chẳng phải người học vấn nào truyền. Muốn học Phật pháp thì nhất định phải cung kính Tam bảo, tôn trọng Tam bảo. Do đó phải dùng tâm trí thành khẩn thiết cúng dường Tam bảo. Đừng có tướng ta, chấp ta, thấy ta, phải làm cho ba cái ta này không. Bồ Tát phát tâm tức là phát tâm trí thành chân thật này, tin sâu nơi Phật và Phật pháp, cũng tin Phật từ sở hành đạo, và tin vô thượng đại Bồ Đề. Bồ Tát nhờ đó mới phát tâm. Học Phật pháp thì nhất định phải tin sâu, thệ nguyện, thực hành. Đây là tin nguyện hành ba tư lương, tức cũng là tiêu chuẩn đi đến cõi Phật. Người học Phật pháp chẳng có tâm tin thì không thể thành Phật. Có tâm tin rồi mà không phát nguyện cũng không thể thành Phật. Phát nguyện mà không thực hành cũng không thể thành Phật. Tin hành nguyện ba tư tưởng này vốn liếng thành Phật. Tất nhiên tin sâu Phật và Phật pháp, còn phải tin đạo của Bồ Tát hành, còn phải tin pháp vô thượng đại Bồ Đề, tức cũng là phương pháp thành Phật. Bồ Tát mới phát tâm là nhờ đủ thứ công đức và đủ thứ nhân duyên đã nói ở trước mà phát tâm Bồ Đề. Tu hành là pháp môn bình đẳng nhất, ai nhìn xuyên thủng buông xả đạo, chân chánh y pháp tu hành thì người đó sẽ thành tựu, ngược lại thì chẳng thành tựu. Đây là bình đẳng tuyệt đối, chẳng có cầu may. Tu một phần thì được một phần, tu 10 phần thì được 10 phần. Do đó, một thật tất cả thật, một rõ tất cả rõ, một ngộ tất cả ngộ, tức là đạo lý này. Tin là nguồn đạo mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các pháp lành, dứt trừ lưới nghi, thoát biển ái, mở bày niết bàn đạo vô thượng. Phật pháp như biển cả, chỉ tin mới vào được. Có tâm tin rồi,
mới vào được trong biển Phật Pháp. Chẳng có tâm tin thì giống như đèn điện chẳng mở, thì chẳng có ánh sáng. Chẳng có tâm tin Phật Pháp thì chẳng đắc được trí huệ quang minh, cho nên tâm tin rất là quan trọng. Tin là nguồn đạo tức là tu đạo phương pháp đệ nhất. Có tâm tin mới có thể tu đạo, chẳng có tâm tin thì không thể tu đạo. Đây là gốc của sự tu đạo. Chữ nguồn nguyên này phát xuất từ kinh dịch. Kinh dịch một khi bắt đầu nói càn nguyên hanh lợi trinh, quẻ càn thuộc dương là dương trong dương, dương đến cực điểm. Nguyên nguồn tức là pháp thứ nhất trong pháp lành, tức cũng là bắt đầu tu đạo. Hành tức là vạn sự hanh thông, tức cũng là tập hội tốt. Lợi là lợi ích tất cả sự vật phải hợp với tất cả nghĩa lý. Trình tức là đi làm việc chân chánh, chẳng phải cầu thả. Nguyên hành lợi trình, đây là bốn đức. Quân tử có bốn đức hạnh cho nên mới có thể lợi vật, xử sự, cát tường, vân vân. Công đức là gì? Công là lập công, đức là làm đức. Lập công như thế nào? Ví như có người xây chùa, trợ giúp chùa làm cả mọi việc, đây là lập công. Làm đức như thế nào? Bất cứ việc thiện lớn nhỏ đều phải đi lập công. Công viên mãn thì đức thành tựu, tức cũng là đạo nghiệp thành công, đó là làm đức. Nếu chẳng lập công, chẳng làm việc có lợi cho chúng sinh thì chẳng có đức hạnh. Người chẳng có đức hạnh thì tu đạo chẳng dễ gì thành tựu. Cho nên người tu đạo phải có đại đức hạnh. Đại đức hạnh là gì? Tức là chẳng có tham sân si ba độc, chẳng có tâm đố kỵ chướng ngại, chẳng có tâm cống cao ngã mạn. Tin là việc hàng đầu về tu đạo, cũng là mẹ của sự tu đạo. Mẹ hay sinh ra và nuôi dưỡng, cho nên nói tin là nguồn đạo mẹ công đức nuôi dưỡng tất cả các pháp lành. Tức cũng là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy bồ đề phần, tám chánh đạo, 12 nhân duyên và 6 độ, vân vân. Có tâm tin rồi thì mới nuôi dưỡng tất cả pháp lành. Chẳng có tâm tin thì đương nhiên không thể nuôi dưỡng tất cả pháp lành. Giống như mùa xuân gieo hạt giống ngũ cốc, nếu chẳng có nước, ánh sáng, mặt trời, vân vân, các nhân khác thì không thể nảy mầm lớn lên. Tin đối với Phật Pháp cũng như vậy, có trợ duyên thì mới sinh căn lành. Người tu đạo việc quan trọng nhất là chẳng sinh tâm hoài nghi. Đối với Phật Pháp phải tin sâu, đừng nghi ngờ, đoạn trừ tất cả hoài nghi. Do đó, người tu đạo chớ sinh tâm nghi. Tâm nghi sinh ra đạo mê mờ. Nếu sinh tâm hoài nghi thì có mê hoặc, lầm vào đường tà thì chẳng hợp với trí huệ của Phật mà là một. Trí huệ vốn có chẳng thể hiện ra, cho nên phải đoạn trừ lưới nghi hoặc thì mới thoát khỏi biển ái tình. Tất cả chúng sinh đều lìa chẳng khỏi hai chữ ái tình này. Có tình thì có ái thì có tình, tình ái chẳng phân lìa. Nếu đoạn tình khử ái thì sẽ có biện pháp, song trận ái tình này chẳng dễ gì công phá, giống như bức tường đồng, cốt sắt, vững chắc, kiên cố. Do đó có câu, tiểu sắc tài khí bốn bức tường, biết bao người mê đắm trong đó, có người thoát khỏi ra ngoài tường, tức là trường sinh bất lão ông. Có không biết bao nhiêu người đều mê luyến uống rượu, háo sắc, tham tiền, đấu khí. Bốn thứ này như bốn vách tường cao, lại giống như ngục tù vô hình, trói buộc người chẳng được tự tại. Nếu có người thoát ra khỏi bốn vách tường bao bọc này, tức cũng là nhìn xuyên thủng, buông xả tất cả rượu sắc tiền khí, lúc đó sẽ chấm dứt sinh tử, tức cũng là trường sinh bất lão ông. Chúng ta người tu đạo không sợ có ái dục, chỉ sợ chẳng nhận thức ái dục. Nếu nhận thức rõ ràng ái dục ở trước mắt thì chẳng bị nó làm mê. Tất cả chúng sinh đều do ái dục mà sinh, do ái dục mà chết. Muốn chấm dứt sinh tử thì nhất định phải nhìn thủng buông xả, chẳng bị tình ái làm mê thì tự nhiên sẽ đắc được tự tại. Phật mở bày cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi, thành tựu quả vị niết bàn vô thượng, thường lạc ngã tịnh, bốn đức hạnh. Phật nói với chúng ta chúng sinh muốn vào biển Phật Pháp, trước hết phải có niềm tin, thứ hai phải có tâm nguyện, thứ ba phải có tâm hành, tức là ba điều kiện thành Phật. Tin không giờ được tâm thanh tịnh, diệt trừ kiêu mạn cung kính gốc, cũng là pháp tạng đệ nhất tài, làm tay thanh tịnh thọ các hạnh. Phải tin pháp chân chánh, tức là pháp chánh tri chánh kiến. Đừng tin pháp thiên ma ngoại đạo, tức cũng là pháp tà tri tà kiến. Thứ pháp ngoại đạo này càng tin càng mê, càng tin càng chẳng thanh tịnh.
Tại sao? Vì chúng là pháp nhiễm ô, vốn chẳng biết gì là pháp thanh tịnh. Nếu có tâm tin trần tránh, thì sẽ hiện ra tự tánh thanh tịnh vốn có. Tại sao tự tánh quang minh của chúng ta chẳng hiện ra? Là vì có tâm dơ đục. Dơ đục tức là tư tưởng chẳng sạch sẽ, tức cũng là tư tưởng ô nhiễm. Có ô nhiễm thì tâm chẳng thanh tịnh, chẳng thanh tịnh thì tự tánh quang minh chẳng hiện ra. Có tâm tin rồi, tâm thanh tịnh rồi, trí huệ hiện tiền, thì chẳng có tâm kiêu mạn. Chẳng có tâm kiêu mạn thì sinh tâm cung kính. Cung kính tam bảo, cung kính cha mẹ, cung kính sư trưởng. Cho nên nói tin là gốc rễ của sự cung kính. Tin hay tiêu diệt tất cả kiêu ngạo và khinh mạn. Tin là tài thứ nhất trong pháp tạng, tức cũng là tạng thứ nhất trong 10 tạng. 10 tạng là 1 tín tạng, 2 giới tạng, 3 tản tạng, 4 quý tạng, 5 văn tạng, 6 thí tạng, 7 huệ tạng, 8 niệm tạng, 9 trì tạng, 10 biện tạng. Tin còn là một tài trong 7 thánh tài. 7 thánh tài là 1 tín tài, 2 tinh tấn tài, 3 giới tài, 4 văn xà tài, 5 tản quý tài, 6 nhẫn nhục tài, 7 định huệ tài. Vì thân tâm thành tịnh cho nên tay cũng thanh tịnh. Hay tu trì tất cả Phật Pháp, Pháp Đại Bi mà chúng ta tu, pháp môn 42 tay mắt thủ nhãn, mỗi tay đều là tay thanh tịnh. Có 42 tay thanh tịnh rồi thì mới có thể lợi ích chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, dùng để thọ trì tất cả các pháp. Pháp môn này là không thể nghĩ bàn. Tin hay huệ thí tâm không sèn, tin hay hoan hỷ vào Phật Pháp, tin hay tăng trưởng trí công đức, tin mới đến được bậc Như Lai. Phải có tâm tin mới có thể bố thí, trong thể thân tâm ngoài thể thế giới, đều hay huệ thí cho tất cả chúng sinh, chẳng có tâm tham sèn. Phải có tâm tin thì mới hoan hỷ học Phật Pháp, chẳng vì Phật Pháp thâm sâu quá vi diệu mà sinh tâm thối chuyển. Có tâm tin rồi thì chỉ có tinh tấn, chẳng có thối lùi mà vào biển Phật Pháp. Phải có tâm tin mới tăng trưởng trí huệ và công đức. Nếu chẳng có tâm tin thì trí huệ và công đức chẳng những chẳng tăng trưởng, ngược lại giảm bớt. Tại sao? Vì chẳng có tâm tin để bồi dưỡng, để đượm nhuần, cho nên dần dần bớt đi. Phải tin mình, tin người, tin sự, tin lý, tin mình tương lai nhất định sẽ chứng quả vị Phật. Thành Phật rồi có thể độ người khác cũng thành Phật. Nhất định có pháp đó hiện ra, nhất định có đạo lý đó. Cho nên tin là quan trọng hơn hết. Có sức tin mới đạt đến bậc Như Lai. Tin khiến các căn tịnh sáng suốt, sức tin kiên cố không thể hoại. Tin hay vĩnh diệt cốc phiền não, tin sẽ hướng về công đức Phật. Tin hay thành tựu tất cả công đức. Cho nên trong 6 thành tựu thứ nhất là tin thành tựu. 6 thành tựu là 1 tin thành tựu, 2 văn thành tựu, 3 thời thành tựu, 4 chủ thành tựu, 5 xứ thành tựu, 6 chúng thành tựu. Chẳng có tâm tin thì chẳng cách chi minh bạch Phật Pháp. Tin hãy khiến cho các căn thanh tịnh mà sáng suốt. Làm nhiều việc thiện, tài bồi căn lành thì 6 căn tự nhiên, thanh tịnh sáng suốt. Sức tâm tin phải kiên cố thì mới phát sinh tác dụng. Chẳng phải tin 5 phút thì không tin nữa, không tin lại tin rồi không tin. Đó là tâm tin chẳng có kiên cố. Người sức tin kiên cố làm việc gì đều từ đầu đến cuối chiếu theo tông chỉ mà làm. Ví như người tu đạo muốn thành Phật, tông chỉ này phải kiên cố, tức cũng là sức tin kiên cố. Bất cứ cảnh nghịch nào đến đều khắc phục, chẳng sinh tâm thối chuyển. Cho nên nói không thể hoại. Bất cứ ma đến như thế nào cũng chẳng bị cảnh giới lay chuyển mà dao động tâm, trước sau vẫn giữ tông chỉ. Do đó tùy duyên chẳng đổi, chẳng đổi tùy duyên. Có tâm tin rồi thì mới tiêu diệt được gốc phiền não. Tại sao hay sinh phiền não? Vì chẳng có tâm tin, tham sân si ba độc thừa đó mà vào, đổi sóng làm gió, khiến cho bạn khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Cho nên tin là vĩnh viễn tiêu diệt gốc phiền não. Có tâm tin rồi thì mới đem hết thảy tất cả công đức hồi hướng cho chư Phật. Nhờ Phật trang nghiêm mà tự trang nghiêm, nhờ công đức Phật để thành tựu công đức của mình, cho nên phải chuyên nhất hồi hướng chư Phật. Tin nơi cảnh giới chẳng chấp trước, xa lìa các nạn được vô nạn. Tin hay thoát khỏi các đường ma, thị hiện đạo giải thoát vô thượng. Cảnh giới có cảnh giới thiện, có cảnh giới ác, có cảnh giới thuận, có cảnh giới nghịch, có cảnh giới hoan hỷ, có cảnh giới phiền não. Nếu có tâm tin
thì chẳng chấp trước vào tất cả cảnh giới. Do đó, thấy việc tỉnh việc lìa thế gian, thấy việc mê việc đoạn trầm luân. Đối với cảnh giới nhận thức rõ ràng thì sẽ thoát khỏi ba cõi. Đối với cảnh giới nhận thức chẳng rõ ràng thì sẽ đọa ba đường ác. Tâm tin vững chắc thì đối với cảnh giới thuận nghịch thiện ác đều vẫn an nhiên, chẳng có chấp trước, nhậm vận tự tại, chẳng có tơ hào phiền não. Đó là sức tin. Có tâm tin thì gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa các tường, xa lìa các nạn, tức cũng là xa lìa nạn lửa, nạn nước, nạn la sát, nạn vua, nạn quỷ, nạn công cùm, nạn oán tặc, vân vân. Hoặc xa lìa thiên tai, đao binh, đủ thứ tai nạn, cho nên nói đắc được cảnh giới vô tai nạn. Sức tin thắng hơn sức ma, hay thoát khỏi tất cả đường ma, chẳng bị lầm vào đường tà. Có tâm tin thì chư Phật sẽ thị hiện đạo giải thoát vô thượng, khiến cho bạn đắc được tự tại, chẳng bị ma mê hoặc não loạn,